Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV và những câu chuyện xoay quanh drama sóng gió gia tộc. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây Hồng Mốm vừa nhận được một cái món quà khủng từ Hồng Điên. Theo quan sát thì cái món quà này có giá trị hiện tại là 300 triệu đồng. Quá khủng, đúng không quý vị và các bạn? Trước đó ít ngày thì Hồng Điên vừa chuyển cho Hồng Mốm 200 triệu. Theo như cộng đồng mạng đồn đoán thì cái số tiền này đó dùng để cho Hồng Mốm ký hợp đồng với luật sư cái vụ sao kê. Và nay tiếp tục là con số là 300 triệu đồng, theo như là hình mà Hồng Ni chia sẻ đó, thì có thể đây là một cái cuốn sổ tiết kiệm dành tặng cho Hồng Mẫm. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mà Hồng Ni không đề cập đến cái vấn đề là đồng sở hữu. Hồng Ni đã là chia sẻ vui rằng, ngày 8 tháng 3, món quà nhỏ kèm chữ đồng sở hữu tình thương mến thương. Nghe qua ba cái chữ đồng sở hữu mà nhiều cư dân mạng phải thốt lên rằng, rất là dị ứng. Và kính thưa quý vị, cái sự dị ứng ở đây không phải là dị ứng về cái chuyện Hồng đi tặng quà cho Hồng Mốm, mà dị ứng ở đây đó chính là dị ứng cái tên là Hồng Gia. Bởi vì khi mà nhắc đến đồng sở hữu đó thì ai cũng nghĩ ngay tới là Hồng Gia. Đòi đồng sở hữu cái căn nhà ở số 5 đó là một cái ước mơ từ xa xưa lâu đời của mẹ con của nhà Cám, Lê Thị Di Bằng và Võ Thị Lục Từ Đường, tức là Hồng Gia và bà Sa Bạc, là em gái của chủ nhà, là cháu gái khác họ của chủ nhà. Trong khi là chủ nhà có con gái hợp pháp, mà hai mẹ con này lại là đòi giành nhà với cái người con hợp pháp ấy của chủ nhà. Quyền thừa kế thì thấp cổ bé họng, mà cứ muốn làm theo cái giọng mẹ với cái người có quyền thừa kế cao nhất trong hàng. Bà Lục Từ Đường giọng mẹ rất quen, Hồng Gia thấy thế, bao phen, cán hùa. Nhà cậu chứ đâu phải là chùa, ở đâu vô ở rồi bùa vậy ta. Đồng sở hữu dễ quá ha. Ra tòa đối chất một pha đội quần. Biết điều thì hãy nên dừng, sau này thua cuộc thì đừng kêu than. Kính thưa quý vị, cái chuyện mà Hồng Gia sẽ là thua Hồng Mốm tại tòa trong vụ giành nhà cho ở giờ này phải nói là quá rõ ràng rồi. Cái vấn đề hiện tại thì chỉ còn về cái mặt thời gian nữa mà thôi. Vì kiện quá vô lý và cộng với cái phương châm là câu giờ kết cổng của mẹ con nhà Cám, cho nên là phía tòa án cũng là phải là đành áp dụng cái khung thời gian chờ dài nhất, khiến cho cái vụ kiện kéo dài từ tháng 6 đến nay vẫn là chưa xong. Tất cả chỉ tại mẹ con của Cám mà ra. Nhưng mà dù cho các phiên tòa chưa xử thì cái kết đắng gần như là đã đến với mẹ con của Cám rồi. Đường đường thân là nguyên đơn, nhưng mà nhìn mẹ con của họ cứ banh chành té bẹ như thế nào quý vị. Nhìn cuộc sống của mẹ con của họ sau cái lá đơn ấy, nó cứ là rối tung lên hết, như là cái bùi nhùi rửa chén vậy đó. Còn Hồng Mốm thân là bị đơn, nhưng mà hoàn toàn không hề bị động. Mẹ con của Cám có đơn nào thì Hồng Mốm có phản tố thành công đơn đó. Hiện tại cái vấn đề là thân phận của Hồng Mốm nó rõ ràng và chuẩn chỉnh không thể nào thay đổi. Có chuyện Hồng Mốm là con hợp pháp của cố nghệ sĩ, nó cũng như là cái câu chuyện là một cộng một bằng hai. Dù cho con gà có trước hay là quả trứng có trước thì một cộng một vẫn bằng hai. Hồng Mốm mãi mãi là con gái duy nhất và hợp pháp của cố nghệ sĩ. Bà Lục Từ Đường và Hồng Gia giờ có canh me rình mò lăn lê bò lết ở trên tòa thì cũng không thể nào mà thay đổi được cái sự thật vừa rồi. Gia có giỏi thì chứng minh về cái mặt số tự nhiên một cộng một không bằng hai đi. Đừng có mà cố lương lẹo, đúng là trên mạng xã hội có vài người vẫn là chứng minh được một cộng một bằng hai. Nhưng đó chỉ là những cái câu chuyện vui, chọc cười cho khán giả mà thôi Hồng Gia. Đời đời này, một cộng một phải là bằng hai. Cũng như là mãi mãi Hồng Gia là cái người họ Lê, Hồng Mốm là người họ Võ. Mốm là người có quyền thừa kế cao nhất và hợp pháp đối với cái khối tài sản của cố nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, chưa bao giờ mà một cái cô gái mà một cái người phụ nữ bị vùi dập trong ngày 8 tháng 3 và cộng đồng mạng lại là ủng hộ cái hành động này như vậy. Phụ nữ vốn là những cái đóa hoa hồng, vốn cần được nâng niu và bảo bọc. Nhưng có những cái đóa hoa hồng không biết điều, cứ là phát huy cái việc mình có gai, đâm chảy máu tay của những cái người đang nâng niu mình. Thì hỏi làm sao mà không bị dạy dỗ, hú gì? Thì cái ngữ lì của Hồng Gia, cái hồi đám tang, nó thầu đám tang bị thiên hạ lên án một lần rồi, vậy đó, mà tới đám dỗ. Nó lại là tiếp tục chọc tức thiên hạ, tiếp tục là thầu đám dỗ, mà đã thế còn là tổ chức tận hai nơi. Đám dỗ chứ có phải là cái sự kiện ra mắt sản phẩm mới hay là đâu, mà tổ chức nhiều như vậy Hồng Gia. Gia càng làm thì càng thu hút nhiều người quan tâm đến cái drama này hơn, thì lại vô tình có nhiều người thấy được cái sự vô lý lì của Hồng Gia. Gia phạm pháp mà Gia còn lại thích thách thức luật pháp. Những người như Gia thì mãi mãi không ngóc cái đầu lên được nữa đâu. Nhìn Hồng Mốm kìa, nhờ Gia hại Mốm, chửi Mốm, chèn ép Mốm, và giờ là Mốm trưởng thành hơn là rất nhiều. Và bên cạnh đó, Mốm còn phát triển thêm nhiều tài lẻ của mình. Mốm trở thành diễn viên khách mời cho bộ phim Điện ảnh Sáng Đèn, và bộ phim này sắp được quay trở lại màn ảnh rộng rồi. Quý vị ai chưa kịp xem thì cứ đi xem nha.
Bên cạnh đó thì Hồng Mốm còn là diễn viên hài, đóng kịch ở sân khấu hài với Linh Tý Bích Trâm, cháy vé ở đợt Tết vừa qua. Rồi Hồng Mốm còn là ca sĩ đi lưu diễn ở nước ngoài, cụ thể là biểu diễn ở Úc, còn Hồng Gia thì lại mang nhục ở nhà, chưa hết. Giờ Hồng Mốm còn trở thành cái gương mặt đại diện cho một cái cơ sở thẩm mỹ chân mày phong thủy và phun môi. Xem video clip mà Hồng Mốm giới thiệu cho cơ sở thẩm mỹ ấy, nhìn Hồng Mốm vô cùng tự tin, chuyên nghiệp, ăn nói rất là lưu loát. Thần thái thì khỏi phải nói, ai xem Hồng Mốm giới thiệu xong cũng muốn qua cơ sở ấy để mà trải nghiệm ngay. Chính là cái miệng của Gia đã quảng bá cho Hồng Mốm đó. Này thì Hồng Mốm là con nuôi ha. Được cái chiêu marketing ngược của Hồng Gia đúng là siêu đỉnh. Marketing quảng bá sao không biết, mà cái người bị hại lên hương lên đời thành công liên tục. Còn bản thân của mình thì sắp cách mặt, ngớ người cả năm qua, âu cũng là nghiệp. Còn Hồng Gia nói những cái người đang bảo vệ cho Hồng Mốm là vô công rỗi nghề, rảnh rỗi làm những cái chuyện rùi bu, vân vân và vân vân. Chính là nhờ những cái người là vô công rỗi nghề này nhảy vào làm cho cái kế hoạch cướp nhà của Hồng Gia bị tiêu tan hết phải không Hồng Gia? Chắc là Hồng Gia tức lắm ha. Tham quá nên không giành được nên điên loạn. Cũng nhờ những cái người rảnh rỗi như vậy đó can dự vào cho nên là phá tan được âm mưu ăn cướp. Thật sự là thấy tội cho cố nghệ sĩ khi có một cái đứa cháu hy vọng nó nối nghiệp ca hát, làm rạng danh dòng họ. Nhưng mà rồi thì sao? Thì nó đã làm cho cố nghệ sĩ quá thất vọng và cũng không ngờ là nó đã vì vật chất không phải là của mình mà cố giành giật để cho con người của nó trở thành trơ trạng. Nhân cách thì thối tha, bỉ ổi và vô liêm sỉ, làm cho cái người dân cả nước phải phẫn nộ đến cùng cực. Và thật ra là cái chuyện của cái đứa cháu gái nối nghiệp để mà rạng danh dòng họ cũng không hẳn. Chẳng qua là cố nghệ sĩ tân bốc nâng đỡ, dùng cái từ ngữ có cánh trước mọi người để giúp cho nó có cái nghề để mà mai mốt nó tự lo cho gia đình mẹ con của nó mà thôi. Chứ Hồng Gia này hát chỉ gọi là tạm ổn chứ không có cái nét riêng nào cả. Mặt mũi thì cũng bình thường, không hề có cái tố chất ngôi sao để mà cậu phải coi nó là cái người kế nghiệp. Chẳng qua là cái bản thân của Hồng Gia tự ảo, luôn tự coi mình là tài giỏi và hơn người cho nên là bị ngáo. Cộng thêm cái tính là đanh đá chua ngoa ghê gớm cho nên là luôn coi mình là ở trên mọi người. Dựa thêm hơi của cậu cho nên là ảo tưởng mình là ngôi sao. Chứ cái giọng hát của Hồng Gia dân miền Tây có đầy mà quý vị. Lịch sử xưa giờ chỉ có hai mẹ con nhà này là vô cùng nhục nhã, hết lòng tự trọng chỉ vì tham lam. Chắc hẳn ai ai cũng mong chờ mẹ con của họ phải nhận một bản án thích đáng từ tòa án và pháp luật, nên cần dạy cho mẹ con của họ một bài học nhớ đời và cũng một cái lời cảnh tỉnh giáo dục cho tất cả người dân của chúng ta phải hiểu thêm về tình người và luật pháp. Và bây giờ bà Dài xin được khép video này tại đây. Bà Dài xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.